Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hùng và Tuyết Nha. Thưa quý vị, chúng ta tới với bản tin từ Âu Châu. Thủ tướng Đức nói rằng cử tri liên minh Âu Châu thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với các đảng thân Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz của Đức đã cho biết cử tri của liên minh Âu Châu bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với các đảng ủng hộ Ukraine ngay trong cuộc bầu cử quốc hội của khối. Khi đứng cạnh tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky tại hội nghị ở Berlin, ông chia sẻ những cuộc bầu cử tại Âu Châu mang lại kết quả rõ ràng. Đại đa số người dân ủng hộ các đảng đồng ý Ukraine được ủng hộ. Ukraine đang hy vọng có thể tập hợp được sự giúp đỡ, bảo vệ và xây dựng lại các thành phố đã bị tàn phá, tiếp tục nỗ lực trở thành thành viên của liên minh khi chiến tranh kéo dài. Kiev còn hy vọng hội nghị phục hồi sẽ củng cố uy tín của mình với tư cách là thành viên tương lai của Liên minh Âu Châu, xứng đáng nhận được nguồn tài chính tái thiết khổng lồ, ngay cả khi lực lượng Nga tiếp tục đạt được những tiến bộ chậm chạp ở phía đông Ukraine. Kính thưa quý vị, một bản tin cũng liên quan. Bị cản trở ở nhà, các nhà lãnh đạo G7 đấu tranh để giải quyết tai ương toàn cầu. Các nhà lãnh đạo nhóm 7 G7 sẽ bay đến miền Nam nước Ý trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên trong tâm trạng buồn bã. Đối mặt với vô số tai ương trong nước, ngay cả khi họ tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề cấp bách nhất của thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phải đối mặt với một cử tri bị phân cực và tỷ lệ tán thành ảm đạm trước cuộc tái tranh cử vào tháng 11, trong khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak có vẻ chắc chắn sẽ mất quyền lực trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào tháng tới. Lãnh đạo Pháp và Đức đang quay cuồng với những thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử châu Âu gần đây. Còn các cuộc thăm dò dư luận đối với Thủ tướng của cả Canada và Nhật Bản đều ảm đạm. Các nhà phân tích chính trị cho biết chỉ có chủ nhà, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni sẽ đạt thành tích cao sau mà chiến thắng cuộc bầu cử ở Liên minh châu Âu ở Ý. Nhưng mà bà sẽ gặp khó khăn khi cố gắng đạt được kết quả có ý nghĩa tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Borgo Egnazia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công bố hơn 400 triệu Mỹ Kim hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã công bố hơn 400 triệu viện trợ nhân đạo cho người Palestine trong hội nghị về phản ứng nhân đạo cho Gaza, kêu gọi những nhà tài trợ tăng cường nỗ lực. Ông Blinken phát biểu tại hội nghị ở Jordan nói rằng Israel thực hiện một số bước quan trọng để mở thêm nhiều cửa biên giới, giải quyết các trở ngại trong việc cung cấp hỗ trợ tại Gaza, nhưng nước này có thể phải làm nhiều hơn thế nữa. Ông đồng thời kêu gọi Israel thực hiện các bước đi tiếp theo để giảm thương vong cho thường dân. Thưa quý vị, tiếp theo phần tin, mở biên giới Gaza để cho viện trợ thông qua, kêu gọi các nhà lãnh đạo tại hội nghị Jordan. Quốc vương Jordan Abdullah hôm thứ Ba ngày 11 tháng 6 đã cho biết việc tiếp cận nhân đạo vào dải Gaza không thể chờ đợi lệnh ngừng bắn và không thể phụ thuộc vào một chương trình nghị sự chính trị. Phát biểu trong bài phát biểu khai mạc hội nghị nhân đạo khẩn cấp cho Gaza do vương quốc này cùng với Ai Cập và Liên Hợp Quốc tổ chức, ông Abdullah cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế căng thẳng ở bờ Tây nhằm tránh và leo thang xung đột. Trong hội nghị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Israel-Hamas đạt được thỏa thuận về kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra. Ông mô tả các điều kiện ở Gaza là tồi tệ, nói rằng tốc độ và quy mô của các cuộc tàn sát và giết chóc ở đó là điều tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến kể từ khi nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bắt đầu vào năm 2017. Bốn chủ doanh nghiệp tư nhân đã ra tòa ở Hà Nội vì đưa người Trung Quốc trái phép vào Việt Nam. Tòa án Hà Nội đã xét xử 7 người bao gồm 4 chủ doanh nghiệp tư nhân vì đã thông đồng với người Trung Quốc đưa những người này vào Việt Nam trái phép. Những người này đã bị cáo buộc tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tổ chức ở lại Việt Nam bất hợp pháp, làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Truyền thông cho biết những người bị xét xử đã bắt đầu đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép từ 2 năm trước.
Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1992, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thiên Nguyên, xác định là người đầu tiên kết nối với người có tên là Minh để đưa một số người của Trung Quốc đang ở nước khác nhập cảnh vào Việt Nam để quay lại Trung Quốc. Oanh sẽ nhận được 10 triệu đồng cho một người. Oanh đã kết nối với người khác là Phạm Thị Tuyết Nhung sinh năm 1984 tại Quảng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Thịnh Vượng sử dụng danh nghĩa công ty bảo lãnh theo diện chuyên gia. Anh trả công cho Nhung 8 triệu đồng một khách. Anh đã bị tuyên phạt 8 năm tù, Nhung thì 9 năm tù. 5 người còn lại bị chịu án tù là 30 tháng tù treo và cao nhất là 6 năm. Kính thưa quý vị, bản tin cuối trong chương trình đã cho biết bị bao quanh bởi đống đổ nát, sinh viên y khoa Gaza chơi nhạc để truyền tải thông điệp tới thế giới. Chơi cây đàn guitar mà cô phải mượn từ một người bạn của gia đình, sinh viên y khoa Rahaf Nasser đang dùng niềm đam mê âm nhạc của mình để giải trí cho trẻ em trên đường phố Gaza. Cô ấy cũng đang cố gắng truyền tải thông điệp về cuộc chiến đến phần còn lại của thế giới. Cô ấy nói, cô sinh viên trẻ đã trốn khỏi nhà trong cuộc tấn công quân sự của Israel trong khu vực và chuyển đến Deir al-Balah xa hơn về phía nam cùng với gia đình. Không thể tiếp tục việc học y khoa, Nasser dành cả ngày để chơi các bài hát trên đống đổ nát của các tòa nhà hoặc là trên mái nhà nhìn ra khu phố mới của cô. Tôi truyền tải giọng nói của mình trên thế giới thông qua âm nhạc. Chàng trai 19 tuổi nói, thông điệp mà tôi muốn truyền tải đến thế giới là khi nào họ sẽ hành động để bảo vệ chúng tôi. Họ có nghe thấy giọng nói của chúng tôi hay không? Nhạc sĩ đầy tham vọng này cho biết cô đã học piano và arp, một loại nhạc cụ dây truyền thống, tại một học viện ở Gaza. Sau đó cô đã tự học cách chơi guitar bất chấp niềm đam mê âm nhạc. Nasser vẫn hy vọng có thể tiếp tục lấy bằng y khoa. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC do xứ nguồn viên Lâm Hùng và Tuyết Nhà phụ trách trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình tri ân quý khách hàng đặc biệt trong ngày lễ cha, xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Lời cuối chúng tôi xin kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.